Công an tỉnh Gia Lai vừa phát hiện một vụ phá rừng quy mô lớn tại huyện Đắk Pơ, khối lượng gỗ thu được hơn 50 mét khối. Theo đó, Phòng Cảnh sát Môi trường phối hợp cùng Công an huyện Đắk Pơ phát hiện tại khu vực rừng thuộc tiểu khu 644 và 648 do Ban quản lý rừng phòng hộ Gia Hội quản lý, phát hiện nhiều cây gỗ rừng tự nhiên bị cắt hạ trái phép. Tại hiện trường, cơ quan chức năng kiểm điểm được có 52 cây gỗ gồm bơi lơi, kẻ, xám trắng và SB bị cắt hạ, cưa xẻ lấy gỗ trái phép. Đường kính gốc từ 26cm đến 80cm. Khối lượng gỗ ban đầu xác định khoảng 48,8 mét khối. Trong đó, khối lượng gỗ tròn còn lại tại hiện trường là 2,7 mét khối. Phòng Cảnh sát Môi trường phối hợp cùng Công an huyện, Viện Kiểm sát, Hạt Kiểm lâm huyện Đắk Pơ, đoàn liên ngành số 2 và Ban quản lý rừng phòng hộ Gia Hội khám nghiệm hiện trường, lập biên bản vụ việc.